Ở trong video này thì kênh chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một cái loại khung cửa lấy ánh sáng và lấy gió nhưng mà không có thể nào nhìn ra bên ngoài cũng như là ở bên ngoài nhìn vào căn nhà của mình được. Đây là một cái khung cửa nhôm được thiết kế là một bên chúng ta gắn một tấm kính mờ, một tấm kính mà chúng ta phủ mờ. Còn một bên là chúng ta gắn những cái thanh lam nhôm hình chữ Z để lấy gió. Ở đây là phía trong của một cái nhà vệ sinh đang được thi công cái phần thô thì chúng ta cũng tiến hành gắn luôn. Chúng ta gắn sớm khi mà chúng ta đã tô xong cái vách xong á. Còn bên trong thì chúng ta cũng đã tô cái cạnh rồi. Chúng ta gắn nó, đây là cái tấm kính nè, bên này là cái lam nhôm hình chữ Z đó, quý vị thấy gió nó vô rất là nhiều á, nó có những cái màng nhện á, tơ nhện á, nó cũng bay bay á, là gió nó lùa vào á đó, chúng ta rất khó mà nhìn ra ngoài cũng như là ở ngoài nhìn vô. Khi chúng ta muốn nhìn thì chúng ta phải nhìn xéo theo cái chiều xéo của cái lam hình chữ Z á, thì chúng ta cũng thấy thấy ít ít thôi ở bên trong nhìn ra đó, chứ bên ngoài thì không thể nào nhìn vô được. Ở đây là một cái góc máy ở phía ngoài nhà mà quay vào cái căn nhà đó, là cái cửa lớn á, đó là cái hành lang, còn cái cửa nhỏ là ở trong nhà vệ sinh. Đó, quý vị thấy là chúng ta làm như thế này thì rất là bảo đảm bên ngoài và bên trong rất là yên tâm mà chúng ta sử dụng mà không thể nhìn được thấy nhau. Nó giữ cho có không gian riêng, không gian riêng tư, cũng như là đặc biệt là trong nhà vệ sinh mà thì những cái căn nhà cao tầng xung quanh người ta có thể nhìn vào bên trong thì cũng rất là khó chịu. Thì trong video này chúng tôi giới thiệu đến quý vị một cái giải pháp để chúng ta cũng lấy gió và lấy sáng được, nhưng mà cũng rất là tế nhị, bên ngoài bên trong không thể nhìn được nhau. Mà chúng ta gắn thì chúng ta gắn khi công trình nó đang thực hiện cái phần thô á, nó đã tô xong rồi thì chúng ta gắn luôn. Thì sau này chúng ta chỉ cần sơn nước á, lúc sơn nước thì chúng ta bắn silicon thôi, đó là xong. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video này. Đây là cái góc cái cửa ngoài hành lang á, được quay phía trong ra. Hãy đến với Ăn Sạch Uống Sạch để tận hưởng dịch vụ thi công cảnh quan cây xanh chuyên nghiệp, nhanh chóng, tiết kiệm, giúp cho quý khách có được môi trường sống và làm việc một cách thoải mái nhất. Đến với Ăn Sạch Uống Sạch để được trải nghiệm các dịch vụ tư vấn các loại cây cảnh phù hợp và hiệu quả, thi công cảnh quan sân vườn, biệt thự, thi công vườn treo, vườn tường đứng, lắp đặt giàn hoa ban công, lắp đặt giàn leo cây xanh, chăm sóc cây cảnh định kỳ. Truy cập ngay website ansachuongsach.vn hoặc liên hệ số điện thoại Zalo 0911 5949 69 để được tư vấn tận tình.